ngay cái đoạn đường Nguyễn Bình, Nguyễn Bính gì nè, ở đây có một cái cây cầu bắc ngang qua. Ồ, tự nhiên có chiếc xe của ai đậu ở đây không thấy ai vậy ta? Ở đây là một cái khu đất trống. Có chiếc xe mà không thấy người gì ta. Tự nhiên có chiếc xe mà không có người. Ngộ nhờ. Cũng có một cái cây cầu ngang bắc qua nè, mình có thể chạy lên trên cái cây cầu này được. Ở đây đang được xây lên những cái nhà lầu, có một cái đường dây điện cao thế ở phía trên cao. Ở đây là hết rồi, ở đây là khu dành cho mấy người mà họ thuê trọ đó, hết rồi. Những cái rặng dừa rất là nhiều luôn, những cái rặng dừa rất nhiều. Có thể ra đây để tâm sự loài chim biển cũng được. Mình mới thấy nhau, mình vẫn thấy là mà đã rồi, chả thấy là còn đó.
cô rất là thích ngồi ở đó. Mình nhớ là sau đó thì cô ấy đặt chân tới đặt những chai. Rồi sau đó thì chân tới sân lưu. Đó là cái kỷ niệm rất là khó quên. Lúc đó mình rất là ấy nấy, nhớ ngày đầu tiên chả tới đi chơi à. Chân của cô ấy phải đặt những chai. Đó, phải đặt những chai rồi phải bị sân lên như vậy. Thật sự ra chẳng có vui một tí nào luôn. Gần cái khu này là cái chợ mà bán trái lòng ngày xưa mình cũng dẫn cô ấy đi ra ngoài đây ăn. Mình nhớ là mình có nói với, mình có nói bọn dọn với cô ấy là ăn có tô cháo không, là nó chạy từ ở phía bên quận tư chạy xuống tiếp ở dưới nhà này ăn. Đây là một chỗ quán trái lòng mà cái bên tô cháo là thích này. Rất là dễ nhớ là có cái cây cầu vượt nó nằm ở phía trên đầu á, là gần quán trái lòng ở đó đó. Quán trái lòng đó nó bán rất là ế nha, bán ế lắm. Khu dưới đây vẫn còn quá rộng, không có gì để chui vào đây để mình sẽ dòng ra, bởi vì camera nó sắp hết dung lượng rồi đó, nên là mình muốn dành dung lượng để mình ngồi cái chỗ cái bãi cỏ mà ngày xưa mình dẫn cô ấy ra ngoài đó ngồi. Mình chỉ quay được khoảng chừng 45 phút nữa thôi, camera nó sẽ hết dung lượng, do là cái thẻ nhớ nó chỉ ghi được, cái thẻ nhớ mình đang sử dụng có 16 GB thôi ạ. Mặc dù là maximum luôn là tới 128 GB rồi, nhưng mà mình nghĩ là 64 GB đối với mình là vừa. Sáu mươi bốn GB thì mình có thể ghi hình được khoảng 8 tiếng. 16 ghi thì mình chỉ ghi được có 2 tiếng đồng hồ thôi. À, lúc nãy giờ là mình cũng đã ghi hình được cả tiếng đồng hồ. Lúc mà mình đi đường mình cũng có nó chạy xuống đây cả tiếng rồi. Cũng có nửa tiếng rồi, sau đó mình quay linh tinh, mình quay chùa nọ đó. Nên là dung lượng cũng không là bao nhiêu. Không, mà giống như chùa bỏ hoang ghê luôn. Còn chùa bỏ hoang không có chùa vào được. Chùa bỏ hoang, chùa vẫn hoạt động bình thường chứ không phải bỏ hoang mình nhỉ. Thế mà cứ tưởng chùa bỏ hoang. Nắng lên rồi,
như vậy thì nó bé âm mưu hơn lúc nãy. Đây có một cái ngôi chùa, đây là cái ngôi chùa ngày xưa buổi tối mình hay chở đàn giá mình xuống đây đi dạo phố đi làm vòng đó, và mình nhớ là có cái ngôi chùa này nè, đó có cái ngôi chùa chùa gì đó mà mình ngày xưa thì mình nhớ là mình nói với bạn gái mình là mình nói là bữa nào anh chở em đi xuống đây đó, nhưng mà mình chưa chở cô ấy đi xuống đây nữa thì mình với cô ấy đã kết thúc rồi, chấm dứt rồi. Thật là buồn.